Chỉ số xà phòng hóa của chất béo là số miligam cao mắt cần để xà phòng hoàn toàn 1 gam chất béo. Biết rằng khi xà phòng hóa hoàn toàn 1,5 gam một chất béo thì cần số mol cao mắt là bằng 0,1 nhân 0,05. Số mol cao mắt là bằng 0,1 nhân với 0,05 thì bằng bao nhiêu đấy? 5 nhân với trừ 3 mol cao mắt. Được chưa? Thế là dễ chưa? Thế bây giờ này, 1,5 gam chất béo thì cần 5 nhân 10 mũ trừ 3 mol cao mắt. 5 nhân 10 mũ trừ 3 mol cao mắt tương đương với bao nhiêu gam? Thì ta sẽ có là 5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 56. 5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 56 bằng 0,28 mol. 0,28 lượng chưa? 0,28 gam cao mắt tương đương với là 280 miligam cao mắt, đúng không? Bây giờ chỉ số xà phòng là mình cần là 1 gam chất béo thì cần bao nhiêu cao mắt? Thì 1,5 về 1 thì chia 1,5, vậy đây là 280 chia 1,5, đúng không ạ? 280 mà chia 1,5 thì bằng bao nhiêu đây? 186,6666. 186,666 thì gần bằng 187, đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta gần bằng là ý B. Rất là dễ dàng, ngon lành, đúng không ạ?